Thì hôm nay có mẹ chồng với chị chồng của Ngọc qua để mà ba mặt một lời nha. Rồi thì cái câu chuyện như thế nào thì đó. Rồi câu Rồi chuyện bây như thế giờ trước nào? mắt ha, bây giờ trước mắt là do là mẹ chồng với chị chồng của em Ngọc có là không có lên hình được, là chỉ ngồi ngoài để mà nói vô cái câu chuyện. Thì hồi sáng đó thì ở phía mà mẹ của em Ngọc thì cũng có nói là cái vấn đề đó, là nói là mẹ chồng của em Ngọc là chê mẹ này là bên đây là nghèo, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề là vàng vàng là cho con dâu mà tại sao không thấy đeo. Thì hôm nay là mẹ chồng cũng như là trực tiếp đến đây để mà bốn năm mặt rồi một lời gì đó để mà gặp gỡ. Thì nãy giờ nói chuyện thì cũng đã không biết tới đâu nữa, nhưng mà bây giờ là sẽ quay lại cái video này để mà đính chính mọi cái vấn đề như thế nào đó. Thì hai mẹ con Ngọc cũng như là mẹ chồng chị chồng thì sẽ giải quyết cho nhau trong cái video này, rồi sau này là sẽ không có dính dáng gì tới nhau nữa. Còn cái vấn đề là con cái thì có đến thăm hay không thì cái đó là vừa giữa hai bên đó. Tại vì từ trước tới nay là mấy anh em đến đây chia sẻ là về cái vấn đề là giúp đỡ cho bé Ngọc đó, và bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái điều không mong muốn, là cái vấn đề là Ngọc đã có gia đình rồi, cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là ngay hiện tại là Ngọc lại mang bầu nữa, và anh em cũng như là muốn giúp một cái hoàn cảnh nào cho nó đúng. Và cho tới ngày hôm nay là nó rất là nhiều cái chuyện xảy ra, và ngay lúc này thì có vậy bên phía gia đình của mẹ chồng chị chồng của Ngọc ở đây. Thì bây giờ trước hết thì hai mẹ con như là có vấn đề đó mình cứ nói em, rồi nói đi. Ừ, đi đi đi. Em coi Rồi, nó chị mình. làm khán giả nè. Mà chị Xui ơi, em cũng nói gì cho chị Xui nghe gì. Tại vì hồi sáng em có đi bán số về, em có thấy có đoạn clip chị Xui nói trên YouTube là vụ bé Ngọc với thằng Hoàng mình hai đứa thôi vậy đó. Rồi em có coi á. Rồi chị Xui mới nói gì đó, rồi chuyện hai đứa. Rồi em có nói gì nhưng mà em không có, là nói chung là không có đổ thừa là chị Xui, nhưng mà em chỉ là cái tấm lòng em nghi thôi. Nếu mà em nghi vậy thì em tội đi, nhưng mà em nghi với là khi mà bé Ngọc nó sanh vào bệnh viện đó, em nghĩ như này chị Xui, cho nên là lời em nói nha chị Xui. Em nói là cũng như em nghèo quá à, với lại em không có bằng người ta. Sao thấy em ra em thăm cháu á, bởi khi em ra em thăm cháu á thì em thấy chị Xui nâng niu nó còn hơn em, rồi em cũng ngại nữa. Và em nói chắc có lẽ là chị Xui khi dễ em nghèo với em dơ giấy quá không bằng người ta, cho nên chị Xui chắc là có lẽ không giờ lại làm su mi. Chứ thật ra là chị Xui chưa mở miệng nói câu đó, chứ ông bà cô chú trên cộng đồng mạng bên nước ngoài gì đó cũng thông cảm dùm cho em. Chứ thật ra là em không có đổi hồi chị Xui, em nói cái đó là chính miệng em nói thôi, nhưng em chỉ là nghi ngờ cho chị Xui em nói như vậy, nghi như vậy. Chứ thật ra là em là không có đổi hồi chị Xui em nói. Với ông bà cô chú nào coi có đoạn clip này thì cũng bỏ qua dùm cho em, chứ đừng có vô mà bình luận nói này nói kia. Là em chu cống cho chị Xui, em thì cũng tội nghiệp bên Xui gia của em. Còn cái chuyện vụ vàng giả vàng thiệt đó thì em nói là chị Xui em là có cho bé Ngọc là một cây vàng với lại 30 triệu, rồi sau mà sau thời gian sau này bé Ngọc về em thấy đeo. Em nói sao mà chị Xui cho vàng mày người chị đây không đeo, người ta nặng nhẹ người ta nói tao á Xui gia gì mà bà chị chồng cho vàng mà chị bên đây không thấy đeo. Quay ngang á hồi khoảng thời gian sau nữa, rồi bé Ngọc nó đeo cặp nhẫn nó về có một chiếc à. Mà em nói nghe với mẹ em á, em nói với bà ngoại là sao Ngọc chúng là cái cờ cá giả quá mẹ ơi, mà sao chị kỳ vậy trời, không lẽ chị Xui mua cờ cá giả cho bé Ngọc. Chứ đó là chính miệng em nói, chứ hoàn toàn là chị Xui em không có nói những cái câu đó hất lên. Nhưng mà ông bà cô chú với cộng đồng mạng đồ á coi clip này thì cũng thông cảm qua gì cho em, chứ em chưa có hề là nói là chị Xui em mở miệng nói lên câu nói đó nghe ông bà cô chú. Có nghĩa là cái đoạn video hồi sáng là chị nói là do là chị nghi ngờ của mình thôi. Đúng rồi, chính xác là em nghi thôi, chứ chị Xui em là không có lên tiếng nói câu nói như vậy. Tại vì em nghĩ là mình không bằng ai, mà chị Xui mình hiện vậy rồi mình lại mình thăm con cháu. Với lúc đó là em đi bằng kim đồng mình, em cũng hơi dơ giấy thiệt, chứ chị Xui em không có nói. Chứ ông bà cô chú đừng có nghi ngờ là em đổ thừa cho chị Xui em mở miệng ra nói, tội nghiệp cho chị Xui em lắm. Cũng thông cảm cho em nha, nếu ông bà cô chú nào xem được video này thì thông cảm cho bên Xui gia em là không có chuyện gì. Còn chuyện của tụi nhỏ thì nó làm sao thì tự nhiên nọ thì còn thì nọ hết thì thôi, chứ em cũng chưa nói nặng nhẹ gì bên chị Xui em với anh Xui em hết. Cái đó là ta đã nói cái ra vàng nói luôn, rồi cái tới vàng Ngọc kêu đi Ngọc nói nó con mẹ cho con ra nó con cứ gì con nói đi. Vàng đó đó là không phải là mẹ lấy lại mà là em đưa mẹ, tại vì em sợ là đeo rồi, tại vì em thì em thương anh Hoàng dữ lắm, bởi cái em sợ rồi vàng chồng kia anh kêu em
cái vụ mà hai chiếc nhẫn cái đó là ảnh cầm mà ảnh bán rồi anh, rồi em thì ảnh cũng em thì không thấy tiền đâu chưa á, rồi thì hai chiếc nhẫn thôi bỏ qua đi, tại vì em cũng thương ảnh, với lại em sợ ba mẹ ra, rồi em mới kêu mua chiếc nhẫn giả là làm lại, là em tính hộp lên á, rồi em mới cho mẹ qua mắt chuyện này nó cũng lâu vô quá trời rồi thôi. Giờ em muốn nói với mấy anh đó là em có lý em nói gì nè, thôi bây giờ đi, hai bên gia đình thì mình cũng đâu có mai mốt cái chuyện gì mình nói nữa trơn. Giờ sau cái clip này á, em với mẹ cũng có phần sai phần đúng, ai phần sai phần đúng chứ không phải là đúng hết. Với lại mà cái chuyện mà em với anh Hoàng hai vợ chồng ở trong phòng nói làm sao đó, nhưng mà cái chuyện đó là em nói với mẹ thiệt, là cái đó em cũng có sai một phần trong đó đi. Thôi bây giờ sau cái clip này á, thì cô bà, ông bà, cô chú thông cảm cho con, với lại ông bà, cô chú thông cảm cho con, với lại ông bà, cô chú cũng không có trách nhiệm nữa. Tại vì con cũng muốn lên đây kiếm một số tiền thôi mà, con sinh nhỏ thôi. Chứ còn mà cái vụ đó là đáng lẽ không có như vậy đâu. Tại vì là có anh đó xuống quay mẹ chồng con này kia vậy mới luôn vô ra vậy. Chứ con cũng không có muốn mà lôi chuyện nhà của ba mẹ con ra nói để làm cái gì nữa, tại vì con bỏ qua hết rồi. Thôi bây giờ sau cái clip này thì ông bà cô chú nào thương thì vô coi, thì kia không thương thì lướt qua, chứ cô ông bà cô chú không có vô bình luận những cái bình luận tiêu cực nữa. Thôi bây giờ sau cái clip này thì con nói với mấy anh đó là đừng, cũng đừng có loại mà quay mẹ con nữa, tại vì là thấy chuyện nó quá trời luôn vô rồi, nó luôn tới gia đình con và luôn muốn tới gia đình chồng luôn nữa. Nên là thôi bây giờ ông bà cô chú thì thông cảm cho con đi. Giờ thì con không biết nói gì nữa. Con nói chung là con cũng có phần sai trong đó đó, chứ không phải là con đúng hết. Thì ông bà cô chú là mấy cái clip trước á, là con nói con với mẹ con nói như vậy á, thì cũng có phần sai phần đúng. Nhưng mà thì thôi, với lại cái clip mà mẹ con nói này nó kia là ông bà cô chú cũng bỏ qua coi, rồi bỏ qua hết đi, ông bà cô chú đừng có suy nghĩ gì tới hết rồi. Con cảm ơn. Thì nói chung là nãy giờ là hai mẹ con chia sẻ về cái vấn đề mà cái câu chuyện của bên phía gia đình bên chồng, thì chỉ có là chồng em là chung sống với em thì mới biết cái chuyện của vợ chồng thôi, còn ngoài ra là cái vấn đề của gia đình bên chồng em là em không có nói nãy giờ đó, hồi sáng mấy cái clip hồi sáng là không có đúng ha. Mà có nghĩa là bên gia đình chồng cũng rất là yêu thương em. Dạ, ba mẹ chồng, chị chồng mà, dạ không ai mà đối xử gì tệ bạc với em hết trơn á. Là chỉ có vấn đề hai vợ chồng thôi. Dạ đúng rồi, chỉ vấn đề hai vợ chồng em thôi. Rồi ở đây thì cũng có mẹ chồng này, có thể là cô có thể là chia sẻ những cái vấn đề trong cái thời gian mà Ngọc về sống chung với cô đó, thì Ngọc như thế nào không? Nó về ở với tôi á, tôi thương lắm. Không có gì trơn á. Tại vì tôi cưng như con gái của tôi thôi, không có chơi, nó có mặt nó ở đây tôi nói không ngăn giấu gì hết. Nó công chuyện nó có bầu tôi vẫn không cho nó mặn luôn, quét nhà quét cửa tôi còn nói nó con có bầu cũng đừng có quét nữa, con bỏ thiếu đi, không cho làm gì hết. Nhưng mà chuyện sống trên đời này thì vợ chồng ai cũng có lục đục, cái đó thì chú vẫn biết, ai cũng phải có tự qua tự lợi. Giờ con tôi thì nó có cái tập cũng như là nó chơi đó, thì có cái chuyện như là nó chơi đó, rồi con Ngọc nó nhăn. Tôi mới nói với nó con đừng có nhăn, con đừng có nói nó, con nói nó đây rồi nó gì nó chửi con trong, con im ngu đi, con bỏ mặt nó, con im ngu đi, ở đây có ba chứ mẹ lo, con có gì ba mẹ lo hết tất cả. Nó tôi nói xong tôi nói là tôi có thực hiện, chứ không phải mà tôi nói tôi lo mà tôi bỏ nha. Tôi nói là tôi vẫn thực hiện đàng hoàng, nó có con tôi đây tôi nói đó cho nó nghe luôn đó, chứ coi có gian dấu gì không, là tôi nói với nó gì đó. Còn cái chuyện vợ chồng lục đục trong phòng là tôi không có biết. Rồi tôi cho nên nói gì thì tôi cũng đâu biết đâu, nó đâu có tự lộn tự lạo gì ở ngoài đâu mà tôi nghe. Là tôi có giận con Ngọc rồi, tôi nói nó có ăn chơi gì mày bỏ mặt nó đi, mày đừng có nói tới, mày chỉ biết tao thôi, tao ở đây tao lo cho mày, có gì tao lo hết nó. Mà bây giờ hồi sáng này là tôi nghe cái clip á, là chị xui tôi nói là tôi chê chị xui tôi nghèo không cho đựng cháo, là tôi rất buồn. Tôi đâu có tiểu nhân tới cỡ gì, nó tôi giàu cỡ nào tôi cũng không phi ngự tới cỡ đó đâu. Nói thiệt, tôi vẫn thương chị Xu tôi. Con Ngọc nó đi chứ tôi trông nó về thăm con từng ngày từng tháng luôn mà nó không ra thăm con đó. Tôi vẫn trông nó ra thăm luôn đó mà nó không ra.
rồi á, rồi tới tôi nghe cái vụ vàng gì con Ngọc nó nói như vậy đó, rồi người ta mới dị nghị, ta nói không lẽ tôi cho vàng giả, à một là hai nữa là không lẽ tôi lấy lợi. Với sự thật là con Ngọc nó gửi, nó chính tay chồng nó gửi cho tôi, nó nói mẹ cắt đi con không có đeo, rồi nó đi về đám tiệc lần nào tôi cũng đưa nó đeo hết, nó đeo rồi về đã lột ra đưa tôi liền, cắt nó gửi. Một lần sau cùng nó đi về tôi mới lấy ra tôi đưa nó, là con nhớ kỹ không, mẹ đem ra mẹ đưa cho con mới nói thôi mẹ cắt đi con không có đeo. Hỏi làm sao không đeo, đi về chồng mà sao không đeo, nó mới nói là thôi con sợ cướp trộm gì đó nó không đeo nó, chứ tôi đâu phải là lấy lợi. Thì tôi tại vì là tôi muốn biết như vậy thôi, tôi mới giáp mặt, là nó kêu tôi vô đây giáp mặt thì tôi vô tôi giáp mặt thôi, tại vì tôi không biết nó ở đây. Mà bây giờ thì giờ chị Xuân tôi với Ngọc nấu như vậy đó thì còn lấy lợi giờ dinh dự cho tôi thôi, tôi bỏ. Nói chung thì giờ mình cũng dĩ hòa duy quý đi, thì giờ cũng đã hai bên cũng đã xong xuôi hết rồi à, thì cũng không có gì. Thôi thôi thì sao chị chồng có điều gì muốn nói không? Ôi gặp con gì thôi xin lỗi mẹ cái đi. Ngay từ đầu là mấy anh em đến gặp cái gỡ của hoàn cảnh của em Ngọc này thì thấy em ấy rất là đáng thương. Bên cạnh đó nữa thì chị Niu này đó thì hàng ngày đi bán vé số để mà lo cho em Ngọc, thì nói chung cuộc sống thì nó rất là khó khăn, nên là mấy anh em mới đến để mà chia sẻ cái hoàn cảnh của em Ngọc. Thì ngay lúc đầu thì được rất là nhiều những tình cảm của bà con yêu mến, nhưng mà vì cái vấn đề là em Ngọc giấu cái vấn đề là có gia đình, nên là có rất là nhiều những ông bà đã quay lưng với em, và sau đó là mấy anh em cũng chia sẻ cố gắng để mà tạo lại cái tình niềm tin cho em. Thì đến thời điểm hiện tại là nó lùm xùm cái vấn đề hiện tại đó, là cái vấn đề là giữa em Ngọc với gia đình bên chồng, thì tới thời điểm hiện tại thì cũng đã giải quyết xong rồi đó. Là em nói chị Niu nè, cho dù mình có nghèo cỡ nào đó thì mình đừng có nghi ngờ này kia, chừng nào mình thấy tận mắt đi, mình thấy tận mắt giống như là chị lại chị ẩm cháo hay là bên phía bên mẹ chồng đuổi xô rồi chị đừng có bồng đi chị này kia đó, thì mình đã nói thằng này mình mới cứ nghi ngờ, mình đừng có nên nói như vậy, nó ảnh hưởng đến danh dự của chị lắm. Thì hôm nay chị cũng nói lên vấn đề như vậy thì cũng là đã quá tốt rồi. Thì mẹ chồng cũng đã chấp nhận vấn đề này. Thì kể từ ngày hôm nay đó cô chú anh chị, thì cái vấn đề của gia đình bên mẹ chồng hay gì đó thì mong là cô chú anh chị mình cũng đừng có nói đến, tại vì cái quá khứ mà ai cũng có quá khứ đau buồn hết, mình đừng nên soi mối quá khứ của Ngọc để cho em ấy có một cái tương lai sau này nữa. Bởi vì trong thời gian này là em ấy đang mang thai, nó cần rất là nhiều những cái sức khỏe, cái thứ nhất cái tinh thần nữa, đừng để cho em ấy suy nghĩ một cái gì đó nó tiêu cực rồi ảnh hưởng đến em ấy nữa. Đó, những người nào không giúp được thì mình đừng có nên nói này kia, để cho những người nào người ta giúp thì người ta giúp, phải không? Chỉ vì những cái tin nhắn của mình, những cái bình luận của mình đó mà gây ảnh hưởng đến gia đình của em Ngọc, thì kể cả gia đình chồng của em Ngọc luôn, nó ảnh hưởng vậy đó. Chỉ vì những cái comment của mình đó, mình vô mình chửi rủa người ta đó, mình không giúp được người ta mà mình vô mình chửi rủa như vậy và ảnh hưởng đến người ta. Thì hôm nay thì nói chung là mấy anh em quay clip này thì cũng theo ý kiến của Ngọc là mong là mấy anh em sẽ không chia sẻ nữa, đúng không? Không chia sẻ em nữa, có nghĩa là bây giờ là em sẽ clip này clip cuối cùng tự lực cánh sinh. Đó, tự lực cánh sinh thì mong là cô chú chị nào mà xem được cái video này á, nếu mà ai mà muốn giúp em Ngọc mà không cần mà tụi em mà quay nữa đó thì cứ liên hệ với mấy anh em. Mấy anh em sẽ không quay Ngọc nữa và sẽ chỉ cái vị trí mà Ngọc ở, mình đến đây trực tiếp để mình giúp đỡ đó. Thôi chị Liêu, Ngọc em có cái lỡ lời gì đó thôi, em xin lỗi mẹ cái đi, mẹ mát ruột. Và cũng hai đứa em nói gì với em với mẹ vậy nè, cho dù mình nghèo có nào thì nghèo, mình phải sống thật đó, mình đừng giấu gì hết. Nếu mà ngay từ đầu á mà tụi anh lại chia sẻ mà em nói là em có một quá khứ như vậy đó, em muốn nhắc lại thì người ta sẽ thông cảm với em, thì thôi thì cũng đã qua cũng mọi chuyện cũng đã rõ rồi đó. Thì giờ em có lời nào cũng như là gửi đến mọi người như là mẹ chồng hay gì đó đi, một lời gì đó. Sai chứ không phải là đúng hết, rồi cô chú anh chị có gì thì cũng thông cảm bỏ qua cho con, rồi
clip này nữa thì cô chú anh chị cũng muốn nói sao chú anh chị nói đi, tại vì giờ sau clip này nữa là không có mà không lên nữa ha, không lên mạng nữa, con sẽ không lên mạng nữa để cho cô chú để thôi cô chú anh chị nói này kia mẹ con không hoài thôi. Giờ con cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ cho con, với lại mà những cái cô chú anh chị nào đó mà bình luận những cái bình luận tiêu cực gì đó thì mình như là mình giảm lại đi, mình đừng có nhăn bình luận vậy nữa, bình luận vậy hoài rồi ảnh hưởng tới người ta này kia thì bơm cho con nè, con cũng chính là người cũng đọc những cái bình luận đó đó, giờ con mới suy nghĩ tùm lum hết trơn nè. Dạ giờ thông qua này mẹ chồng có điều gì muốn nói với con dâu không? Bây giờ cũng như là tôi muốn là biết cho cộng đồng biết là tôi không có như vậy, mà bây giờ thì con tôi nói vậy thôi tôi cũng thông cảm, chứ giờ làm gì giờ thì thôi, giờ nếu mà giải quan vậy thì thôi tôi bỏ qua vậy thôi. Nhờ cộng đồng mạng cho mạnh thường quân đó, có sao lại có thương đó đúng rồi, giúp đỡ cho nó đặng nó có tiền sinh hoạt tại nó, chứ nghiệp nó ở đây cũng không, chứ họ lòng là dâu tôi thì tôi lo, ở là tôi lo hết từ A tới Z, sanh đẻ nuôi nắng cứ về là nuôi trọn vẹn tới sanh đẻ luôn, không bao giờ mà xúc xót cái gì hết nha, nói thiệt gái nha, gái tôi trông nó ra thăm từng ngày từng giờ mà nó không ra thăm, tới giờ con nó mới lớn 9 tháng rồi đó. Em cũng có nói là nhiều quá hoàn cảnh quá nghèo, hoàn cảnh quá nghèo, tôi không nghèo, nếu mà tôi biết nghèo tôi đâu cứ mà đó, tôi vô tôi vẫn biết hoàn cảnh mà, chứ tôi đâu phải là cái lúc tôi tướng mà nó giàu đâu, đâu có giàu có gì đâu anh. Hoàng với con Ngọc là hai đứa quen nhau hả? Quen nhau. Quen nhau ha. Nó tự quen thì tôi thương con tôi cứ chứ tôi không có thức xé. Mà về thì nó ở làm sao nở, tôi biết tôi cẩn thận thì tôi lo. Ở không được thì thôi. Vậy có vợ khác không? Không, vậy nó không chịu có vợ. Rồi gì cũng rõ rồi. Thì mai mốt nếu mà em có thời gian thì có thể là ra thăm con cũng được. Đó. Giờ mẹ cũng nói vậy rồi thì có, nếu có thời gian thì cứ ra thăm đi. Mẹ cũng đâu có la đâu, có mong từng ngày luôn á. Qua bữa nay bữa mai gì đó rảnh thì kêu mẹ đó, hai mẹ con ra qua bệnh. Không có đọc mấy comment nữa, gán giữ gìn sức khỏe. Đừng đọc comment nữa. Đi xô tôi đó thì tháng cháu mà bà không ra nữa. Thôi thì giờ là đợt sau đi. Đợt sau rồi có cơ hội thì ra, bây giờ đã cũng đã nói như vậy rồi, đợt sau cơ hội là không ra. Bữa nào em chở ra ngoài thăm cháu một bữa. Chịu không? Hai mươi con cả sọn sẵn con yên nguyên, quần áo nguyên nó như chị xui có chạy ra lấy, nhưng mà đừng cho Hoàng biết, tại vì Hoàng nó đừng qua lại như là coi như xa lạ đi. Đồ của Ngọc còn bánh nha, đồ em bé á, đồ của con đó. Rồi thôi mình kết thúc đi ha, chúc em nhiều sức khỏe nha, cố gắng lên đây.